Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ngọc Khánh chuyên robot à, Thưa các bạn, hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu với các bạn một đôi loa phổ thông Một đôi loa tuy rằng nó là phổ thông Nhưng mà nó lại đi vào huyền thoại, nó lại đi vào tiềm thức Khi mà chúng ta chơi những đôi những cặp loa 301 Series 3 vỏ vàng Thì đương nhiên cái đối tượng khách hàng lúc này ấy, Thứ nhất là các bạn không tiếc gì tiền Mà chúng ta quan tâm đến hình thức nhiều hơn tiền có thể trên lên chút không sao cả. Đấy. Thứ hai là à, các bạn cũng à, yêu cầu cặp loa nó phải thật là chất, thật là chất. Đấy. Vậy thì thế nào là một cặp loa chất? Chúng ta hãy cùng nhau xem xét thông qua việc tôi giới thiệu một cặp loa 301 series 3 vỏ vàng được nhập qua đường máy bay từ Mỹ về. Nào, chúng ta cùng xem. Trước mắt các bạn là một cặp 301 Series 3 vỏ vàng à, Tôi nhập qua đường máy bay từ Mỹ về Chúng ta vẫn gọi nôm na là hàng sách tay đây, Chúng ta xem xét nhé Phía bên ngoài Đấy, một cặp 301 series 3 thì bên ngoài nó phải xuất sắc như thế này này. Tức là những cái đường ở đây này nó chưa có một cái tì vết gì cả chưa chưa có một dấu hiệu là bị gọi là sứt sẹo hay gì cả Đấy. cái đầu này cũng thế đương nhiên chiếc ở dưới nó cũng vậy thôi cá biệt riêng đối với cái mặt hàng này ấy, thì chúng ta lại phải thật lưu ý cho tôi cái đôi tem tem nó phải còn trắng sáng Đấy, chứ còn tem nó lam nham thì chúng ta phải xem xét Đấy, bởi vì tem nó có nhôm nham ấy, thì chứng tỏ rằng cái môi trường mà cái cặp loa đó nó mà người chủ trước người ta sử dụng là nó kém thế cho nên nó mới bị lem nham mà môi trường nó đã kém thì tất nhiên là nó sẽ tác động đến chất lượng còn lại của đôi loa thế cho nên là chúng ta cứ phải xem xét cái đôi tem là nó phản ánh dễ nhất Đấy, như đây là một cặp loa trùng đôi và cái tem của nó thì có thể nói rằng là còn rất rất sáng trắng sáng như mới luôn mặt bên sau may mắn là đôi loa này cũng chưa có một cái lỗ nào nào bây giờ chúng ta hãy đi đến xem cái tuyến loa cái chất lượng nó như thế nào bên ngoài xong rồi căng kiếc đẹp đẽ rồi bây giờ chúng ta xem đến cái chất loa nhé như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình thì đây là một đôi loa gân vẫn còn zin gân vẫn zin nhé vì nó cùng đôi thế cho nên là đương nhiên là hai cái bát của nó thì rất là cùng màu rồi giống nhau rồi chứ còn ít khi mà một cái nó bạc biết như nào lắm này gần gần vẫn còn zin và gần này vẫn còn dùng rất tốt nhé đó chúng ta xem thấy chưa gần ấn một cái bật ngay vẫn đàn hồi rất tốt vậy gân này còn dùng lâu cái bát ở dưới cũng như vậy à, tất cả những cái ốc này ấy, thì là là chưa có dấu vết của tháo ra này Tôi thử nó kêu luôn rồi Cho nên là tôi cũng chả tháo ra làm gì nữa Nào chúng ta xem đến cái dàn tép Đấy, Tép nó vẫn phải còn ánh tím như thế này này Đấy Đó chúng ta thấy chưa Tép vẫn còn nguyên ánh tím Và cái viền tép này Chưa có dấu hiệu là bị sờn Bị sờn hay bị bật Đấy, Chiếc tép bên này cũng vậy thôi với cái loa trên cái tẹp trên cũng thế nó vẫn phải là con ánh nhá Đấy, vẫn còn ánh tím luôn đó chúng ta thấy chưa Đấy. dưới cái góc nhìn của tôi ý, thì tôi nghĩ rằng là hai chiếc loa này ý, thì chắc chắn là cái chiếc ở dưới này là được để ở phía giáp với cửa còn chiếc ở trên thì được để ở phía bên trong Đấy chính vì vậy mà tôi quan sát là tôi thấy rằng cái màu tem này này để chúng ta thấy không ạ cái màu tem này nó vẫn còn ánh luôn đấy vẫn còn ánh nhũ luôn thế còn cái màu tem này cái ánh nhũ nó đã mờ đi một tí à, có thể nói rằng đây là một cặp loa ở trong tình trạng um, khá hoàn hảo theo như quan điểm của tôi thì tôi thấy rằng là nó khá là hoàn hảo. Cặp loa này hiện nay Ngọc Khánh đang bán ra với cái giá là 15 triệu. 15 triệu đồng. Giá chưa bao gồm phí ship. Thì anh em có nhu cầu thì xin mời liên hệ với Ngọc Khánh theo số điện thoại trên màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại